Chào mừng các bác trở lại kênh của âm thanh nhạc cụ Du Tử tại 185 phố Trường Định, phường Phạm Văn Đồng, thành phố Hải Dương. Hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2021, thì Du Tử về được một bộ dàn Soli 5.1 chuyên để nghe nhạc. Bộ này phù hợp với phòng nhỏ, phòng khách cũng được, để chúng ta có thể đấu từ TV ra qua đường Opico cổng quang, hoặc là bắt vào Bluetooth từ điện thoại hoặc từ TV, hoặc là cổng AV, phù hợp trong phòng ngủ cũng hay, phòng khách. Bởi vì chúng ta nghe nhạc thường là công suất nhỏ, cho nên là bộ dàn Soli 7.2 bộ dàn Soli 5.1 này cũng khá là ok, cũng rất là hay, gọn gàng, chi tiết và hình thức hiện đại. Và xin mời anh em nghe để trải nghiệm cái chất âm. Đây là hàng qua sử dụng. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ than, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào. Và anh buông lời bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em, bao sương gió trong đời hoan trai, mà sao mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cày thân xác tôi, bởi nhớ nhung không khi nào mang em trở lại. Nói đi em, bao sương gió trong đời oan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Xa em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Xa em trong vòng tay tôi mãi luyến lưu đời sống này. Xa em mơ hồ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồng quay, còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ. Thank you.
đưa đón em sớm. Xin chào anh em những video clip lần sau.